Rồi, xin chào quý khách nha. Hôm nay 21/9/2020 ha. Em lên lô máy 13 cây. Lô máy siêu mẫu chân dài không nha. 13 cây hôm nay em lên lô D nha quý khách. Đó, máy cực kỳ đẹp, giá siêu mềm cho quý khách luôn. Rồi quý khách thì xem kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đăng ký kênh và nhấn chuông vàng khi mà em like sẽ hiện lên trang của quý khách đầu tiên. Thì quý khách sẽ mua được những cái máy ưng ý và giá cả hợp lý. Còn quý khách nào mà quên cái kênh của em thì nhớ đánh chữ là cửa hàng Thành Hợp thì sẽ nhảy lên là kênh em bán máy cắt cỏ nha. Hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại trên cái đầu bài của em đó, 0858 256 356, và đồng thời cái đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi hôm nay cũng chắc này cũng chiều rồi, giờ em lên sớm nha. Bây giờ em sẽ test nổ máy trước rồi sau đó sẽ giới thiệu từng cái máy nha. Rồi đẹp nhé bạn. Tôi bán máy chuyên nghiệp mà tôi thấy lô máy này tôi còn mê trời. Cùng Magu 320. Rồi, máy gì mà chạy phê đúng là siêu mẫu chân dài mà. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái máy cho quý khách. Quý khách xem kênh nhớ là giờ mình xem chơi đi thì quý khách cũng nhớ chia sẻ cái like ra giùm em nha. Bấm giùm share giùm em một like là chia sẻ và bấm thích cho em một nút nha quý khách nha, hoặc là lên bình luận nhà nói chuyện qua lại góp ý kiến cho em cũng được nha quý khách ha. Magu 23 là công suất 23cc, nồng 32 ly, nha chụp giật của ba lô siêu dễ thương nha quý khách ha. Cái này là trợ lực nha. Cái con này thì hôm nay em lên lưu đê cho nên là D1 nha, 1,7 triệu nha quý khách đó, 1,7 triệu bao ship toàn quốc. Cái này thì ba lô thì dây đeo có sẵn rồi, tay cầm cũng có sẵn luôn ha. Dây đeo có sẵn thì sẽ có là 4 món đi kèm nha. Ổ phát cướp, lưỡi cắn cỏ với tiếp mở bu ghi đầu da cho mình nha, tum rời nha quý khách ha.
tung rời, máy rất là mới, rất là đẹp nha, mới trên 90% ha, tung rời đó. Thì ngoài mà mình không phát cỏ thì mình có thể là đấu bình xịt, hay đấu cái gì mình đấu, thích cái gì mình đấu cái nấy nha. Em này thì vú vú nha quý khách, vú vú ha. Em này cũng vậy luôn, cũng y chang như cái bên đây ha. Bình xăng cực kỳ mới, cực kỳ đẹp nha. Chưa, quay đi. Rồi, nè cái quay của nó nè. Cái này nè, mớt của nó rất là êm nha. Bên đây cũng bị gan như vậy luôn ha. Đó, bình xăng bên đây. Nghe bình xăng lớn bên đây thì nó trắng hơn bình xăng bên đây. Ở bên đây á, bình xăng nó hơi ấy, nhưng mà cái tem nó còn ha. Chụp giật cũng bị gan luôn, nồng cũng bị gan luôn. Công suất cũng bị gan luôn là 32 ly, 23cc. Chụp giật trợ lực, siêu nhẹ giật ha. Máy mới trên 90%, tâm rời hết. Qua dây quải ba lô còn rất là mới nha. Hai cây này đồng giá 1,7 triệu hết nha quý khách. D1 1,7 triệu, D2 1,7 triệu nha. Đó, nó giống như nhà thì em đi xe lẹ ngay, giống như là anh em song sinh luôn nha quý khách. Đó, giống như anh em song sinh luôn, siêu mẫu chân dài. D1, D2 em qua. D3, D4 cũng y chang với nhau luôn ha. Cái này là dòng Echo, Kiwis Echo 253 nha. Bình xăng trên ha quý khách ha. D3 1,6 triệu, D4 1,6 triệu nha. 253 là 253cc, đồng 32 ly nha. Đó, cái này là nó nhạy nổ mà chạy cũng cực kỳ khỏe nha quý khách. Quý khách nghe tiếng xe Suzuki bo không? Ha, đó. Bình xăng trên nha. Không có quay cho lưng cho quý khách xem. Đó, đây là bàn công tắc ở đây ha. Cái này thì công tắc bên đây. Em quay mình sang con với khách ha. Cái này là nó xuống xăng trực tiếp nha quý khách, cho nên là nó không có vú bơm ha. 1,6 triệu D3, 1,4 triệu D3. Đó, em sẽ đi đôi rất là mau nha quý khách. D5 là Kia Oris dòng Echo 240 nha. 34 ly, 24cc, chụp giật trợ lực 2 dây thiều ha. Cái này D5 1,7 triệu luôn nha quý khách. Đó, quay ba lô của em ấy đây. Rất là nhẹ giật ha. Vú phía trước nha, bình xăng hệ nha quý khách ha. Cái này nó triệu D5 triệu tư nè. Siêu mẫu chân dài đó, ai thích siêu mẫu chân dài thích quay ba lô thì inbox em nha. Cái tôm em ấy đây. Tôm này tôm tôm mũ nha quý khách. Nè. Tôm mũ. Made in Japan còn luôn nha. Khách nhìn rõ không? Nha. Xếp series nó còn luôn đây. Máy này rất là mới, rất là đẹp. Ba lô bên cái đợt này quá trời mưng luôn. Đó. Rồi em sang D6. Này còn đẹp nhất đất nữa. Đi. Đau cổ quá. Một em Makita ba lô 264cc, nằm 34 ly nha. Bình xăng này nằm phải nói mới tới 99% luôn đó quý khách ơi. Trời nó mới, nó đẹp. Áo này cực đẹp luôn. Đây, sau lưng nữa nè. Cái này còn thiếu cái hộp nữa thôi chứ không có thiếu cái gì chứ. Mới trời mới luôn rồi. Máy vậy mà nghe nhìn vô là nhà em phải không có miếng đất nào chứ. Có em cũng để em cây lên em xài. Không có miếng đất nào chứ. Bán máy cắt cỏ sống qua ngày đó. Quý khách nào thương tình ủng hộ nha. Cái này nhiêu? 1,8 triệu thôi. Bao ship ha, bao ship tới nhà luôn. Những cái mà em báo giá đây là em đã bao ship hết rồi nha. Đặc biệt mua hàng bên em được kiểm tra hàng trước khi nhận nha quý khách ha. Đúng hàng, máy nhạy nổ thì mình hãy nhận nha, không đúng hàng hoàn tiền nha. Rồi cây này là cây D6 nha, quá trời đẹp luôn à. Makita đeo lưng. Cái quai của nó cũng khác người ta nữa nha quý khách. Hai chốt thì chốt nha. Ryobi là D7, cái này là dòng cơm Mitsu nha. Một em màu vàng ha, ai thích vàng chốt giùm em nha. Vàng tươi luôn. 2 triệu. Cái này là le đỏ. Le này le tự động nha quý khách ha. Lên ga nó sẽ tự động nhảy qua. Tung gợi nha quý khách. Cái này thì mình đấu bình xịt nha anh em nào ở dùng miền Tây sông nước mình thích á thì mình đấu dùm cho em. Đó, thích tung rời thì đấu dùm cho em là kiếm này nha. Đó, này gọi là cơm Mitsu cánh bướm ha. Mấy cái anh mà chuyên mua máy đi bán lại rất là thích dòng cơm Mitsu này luôn. 2 triệu cho em này. Bình xăng mấy anh thấy không? Nhìn một phát mà mê liền. Cái áo nó là áo này là áo nguyên bản nguyên zin nha anh em á. Những cái áo ở đây là nguyên bản nguyên zin hết. Ha, không có áo mới ở đây nha. Này mấy anh thấy không? Hàng người ta sử dụng mà tem còn nguyên luôn nè. Không chạy chùa gì hết, nhìn rất là mê.
D7 2 triệu nha. Bằng tôi. Siêu mẫu chân dài, chân dài. Nè, lắp của nó nè nè. Nhìn mê liền. Đó. Rồi em qua D8. D8 là một cây Cinewa. Anh em bình thường rất là thích theo và anh em dùng khác mình xài thử coi như thế nào. Cinewa này là Cinewa 251 nha, chụp giật trợ lực nha quý khách. Chụp giật trợ lực hai dây thiều, rất là nhẹ giật cái len này, len đỏ tự động nữa nè. Đó. Cái này em bán quý khách nhiêu? 1.9 triệu thôi. Cái này là 251cc nha, 32 ly ha, 1.9 triệu. Nào quý khách nhìn giùm em. Xem bạn Nguyên ha. Rất là đẹp á, công tắc có sẵn nha. Sẵn em nói luôn nha quý khách. Quý khách nào mua máy mà mình ở nhà mà mình biết sử dụng máy, mình hả mua máy. Cái thứ nhất, cái thứ hai mà ở nhà mình có 2-3 cây máy là mình hả mua ha. Còn quý khách nào mà chưa biết sử dụng máy, tò mò mà muốn sử dụng á thì quý khách hãy lên mạng YouTube hỏi đánh vô cách sử dụng máy như thế nào. Rồi mình hả mua nha. Em có ông khách mua máy nhận máy á quý khách mà công tắc lắp sẵn không xài. Lên mở le, giật máy xong tắt máy bằng cách đóng le. Đóng le xong cái mở le lên, giật máy xong cái đóng le. Làm gì ngập bình xăng em mà để thờ bên em là nhộn máy không được ngon, không được ngon chỗ nào. Không biết cách sử dụng máy mà làm như vậy là ngập bình xăng hư máy em không bắt hền làm ai. Mà gọi là không biết mà trỏ vẽ ta đây là có đâu quý khách ha. Bốn mấy năm chục tuổi đầu rồi mà không biết gì chưa á mà còn đi la làng bên em, không nên em nhộn máy em không biết. Bây giờ em khuyến khích là quý khách đã sử dụng máy thì mình hả mua, còn chưa biết sử dụng máy thì kiếm cái tiệm nào gần gần lại làm quen rồi uống cà phê với người ta đó, làm quen rồi hỏi người ta cách sử dụng như thế nào rồi hả mua máy ha. Bên em cho sử dụng mà cho kiểm tra hàng trước khi nhận mà em bán em đâu lừa gạt ai đâu. Em bán rất là thiệt tình. Em lừa gạt quý khách, em gạt quý khách để làm gì? Sống cũng phải để tí xíu đức cho con phải không? Vậy mà còn chữ này chữ nọ em nói bao nhiêu những cái trường hợp đó là rất là bức xúc. Bởi vì hôm nay sẵn lên mạng em nói luôn ha, mình biết sử dụng máy thì hả mua, còn biết sử dụng máy thì tìm hiểu đi rồi hả mua, để làm mất công làm mất thời gian của mấy anh mà làm mất thời gian của tụi em luôn đó. Cây này là cây D8 nha, D8 nha quý khách ha, lắm mạnh nhẹ nổ luôn. Rồi D9 D10 nha, là hai cây Cinewa S35 nha quý khách ha, tất cả bình xăng trên hết. Chạy cực nhạy nổ ha. Là cây D9 D10 đồng giá 2.2 triệu hết nha quý khách ha. Hai cây này là 36 ly nha, đây. Cái ba lô đeo rất là đã luôn nha quý khách. Đó, cực kỳ đã luôn ha. Đó. Bình xăng trên này nó không có chú bom nó sẽ xuống thẳng nha. Đây. Đó cái áo ghim của nó nha. Đó. Quý khách tham khảo giùm em đó, quý khách nào thích S35 thì chốt giùm em nha. Nha quý khách, 35 nè, đó, S35, cái này có mi gan luôn. Ở đây cũng có cái hiệu nữa nè, mà bên đây nó bị che qua ha. Quý khách nào chốt thì chốt như D9 2.2 triệu, D10 2.2 triệu ha. Đủ 5 món đi kèm. Trong khi đó là em bao ship tới nhà cho quý khách luôn nha. Rồi cây D11 là cây gì? Một cây Tanaka ha. Tanaka chụp giật trợ lực siêu nhẹ giật bình xăng trên nha. Cây này là 36 ly luôn. Em bán quý khách bao nhiêu? 2.3 triệu nha quý khách. Nó 2 triệu 3 nha. Cái này nó thiếu cái miếng mướp thì chừng em sẽ bổ sung thêm cho quý khách nha. Trời ơi. Tum rồi mà tum lớn nó quý khách ơi, quá đã luôn. Đó. 3220 nha, là công suất nó tới 32cc. Nồng nó tới là 36 ly nha quý khách ha. Chạy bao phê luôn. Đây, trên đây nó có một dòng chữ tiếng Nhật nhưng mà em chưa có qua đào tạo cho nên em chưa biết dịch ha. Quý khách nào biết dịch thì dịch giùm em. Lên chỗ mà tin nhắn đó dịch giùm em nha. Đây máy móc còn nguyên zin nha. Rất là đẹp. Mà đẹp theo dạng người ta sử dụng rồi ha, tem còn nguyên luôn. 2.3 triệu. Quý khách nào tin ý xíu sẽ để ý cái bình xăng bự của nó nè. Nó sẽ đi như thế này ha, rất là khéo léo. Nhìn cực kỳ là mắt ha. Cái này là mình mua hàng trên mạng. Nhiều anh nó không tin tưởng hàng trên mạng cho nên là mua mà còn hơi về chừng á, thấy cũng tội nghiệp lắm quý khách ơi. Là em lựa cho anh cây nào mà đẹp mà ngon á để về làm chi.
anh khè mấy cái anh ở xóm để mấy ảnh nói nghi ngờ hàng trên mạng mua lừa gạt, không phải ai cũng vậy nha. Em bán, người bán cũng phải kèm có tâm, nhiều quý khách mua hàng á tin tưởng em mà thấy thương luôn. Em chốt cho anh cây máy nào ngon anh mua anh tặng ông bác trợ lực nha, rồi anh chịu khoản thẳng thêm 2 triệu luôn. Tin tưởng tới mình như vậy, hôm nay mình đi đặt niềm tin quý khách đi chỗ khác không, phải làm sao cho coi được để quý khách mua còn giới thiệu giùm cho em. Nhiều anh mua máy này á quá im mà kêu em bán máy cưa luôn đi, ảnh lên là ảnh chốt à, nên em nói thiệt luôn đó. Thấy thấy gõ cái máy này chưa, bình xăng này rất là hay ha. D11 nha, D12 là kêu gít dòng metro ha, trợ lực nha quý khách. D12 cái này là 2,3 triệu vú phía trước ha, bình xăng hệ ha. Cái này là 231 nha, dòng metro 231 là công suất là 315 cc ha, là 36 ly luôn nha. Đây chạy rất là khỏe nha, quý khách nào có chơi Zalo thì em bóc ha, em gửi riêng clip cho quý khách xem đó. Quay đeo của em này đây là D12 2,3 triệu, lúc trước em bán 2,5 triệu đó, mà bây giờ em cái cây này nó hơi chạy xíu ha nên em hạ giá, chứ cái này nó không ảnh hưởng nha, vấn đề là bộ đồ lòng trong ok nha. Rồi D13 Magu 320 đầu vuông ha, là 32 cc, nồng 38 ly nha. Cây này em bán giá quý khách 2,5 triệu nha ha, 2,5 triệu nha quý khách đó, tung rồi luôn nè quý khách ơi, quá đã. Về đấu bình xịt nữa ha, quý khách nào thích đấu bình xịt thì lấy em này dùm cho em, 38 ly nha, bự nhất cái đám này đó, bự nhất cái đám siêu mẫu chân dài này, 2,5 triệu. Rồi buổi thuyết trình đã xong đó, 13 siêu mẫu chân dài trời đẹp luôn quý khách ơi. À, màu xám có, màu cam có, màu xanh lá cây có, màu vàng có đó, cực kỳ đẹp. Rồi quý khách nào mua hàng thì được kiểm tra hàng trước khi nhận ha, số liên hệ thoại liên hệ trực tiếp là 0858256356 nha, và nhớ là bấm share cái like giùm em ha, bấm cho em một cái nút chia sẻ nha. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách đầu tuần thật là nhiều may mắn ha. Rồi em xuống like.